Và mùa dịch này thì mình lại đối diện với một cái vấn đề, đó là khi mà mình đưa Lucky đi chơi thì đứa con của mình là đang còn rất là nhỏ, mới 14, 15 tháng tuổi thì không có quen với việc mà đeo khẩu trang hay là về vệ sinh tay rửa khử khuẩn. Thì lúc đó mỗi lần mà đi chơi thì mình đều nói với con của mình là gì? Con phải đeo khẩu trang vào để bảo vệ sức khỏe của mình, bởi vì bây giờ dịch bệnh ở ngoài rất là nặng và con cũng phải xịt khử khuẩn. Và mình nói một lần, hai lần, ba lần, và lúc đó mình cũng phải làm mẫu, làm gương cho con của mình coi. Và sau vài lần như vậy thì bắt đầu được con của mình quen và con của mình làm theo. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng gì? Đó là một việc nó rất là khó với một đứa bé, bởi vì các bạn chưa thử đâu. Các bạn làm các bạn sẽ thấy rằng là phải nói đi nói lại, bởi vì đứa bé đeo vào nó rất là khó thở và khó chịu ấy. Thì thường nó giật ra, nó bỏ. Nhưng mình tập cho đứa con của mình cuối cùng làm được cái điều đó. Hay là mỗi lần mà ăn uống vứt đồ đạc ra thì lúc đó mình hướng dẫn con là gì? Con làm rơi thì con phải tự lấy rác đó đưa bỏ vào thùng rác. Sau một thời gian thì con của mình đã có một cái thói quen cứ nhìn thấy rác là lấy rác bỏ vào sọt rác. Thậm chí kể cả đi chơi ở ngoài công viên, bé thấy rác rơi ở nơi đường và bé đã tự lại lấy nhặt rác và bỏ vào trong sọt rác. Và đó là một cái ý thức mình đã dạy được cho con của mình từ nhỏ. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà một đứa trẻ, cái mà chúng ta rất quan trọng đó là dạy cho bé cái tính kỷ luật, cái tính chịu trách nhiệm. Điều đó cực kỳ quan trọng cho sự thành công trong tương lai. Và trong cái công ty của chúng ta vậy, trong cái doanh nghiệp, cái nhân sự, một cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó chính là tính kỷ luật. Nếu như tất cả nhân sự họ cứ thấy một cái vết dơ mà họ biết tự dọn đi thì cái văn phòng của chúng ta nó không bao giờ gọi là dơ, nó không bao giờ bị bẩn, đúng không? Và mọi thứ nó được làm một cách tốt nhất, luôn có ý thức với bảo vệ bản thân mình, ý thức bảo vệ cộng đồng. Thì mình thấy rằng là cái việc mà mình dạy một đứa con ấy, với dạy cho cái nhân sự của mình, nó tương tự với nhau. Và bạn nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này, hay là về cái phương pháp này mình đang làm? Và hãy chia sẻ về những cái cách mà bạn đang triển khai, cách bạn đang làm, hãy comment dưới đoạn video clip. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.